Đạo diễn Diệp Tiền kể, ở tuổi 76, nghệ sĩ cải lương cầu cội, khát khao, song không thể từ Mỹ về nước vì sức khỏe yếu. Năm 2010, cha tôi cùng mẹ sang Mỹ định cư. Khi còn ở Việt Nam, người thân thường phập phồng lo sợ. Do ông bị bệnh liên quan đến động mạch vành, rồi bị tim, phải vào viện nằm suốt một năm. Sau khi điều trị, sức khỏe ông có phần tiến triển, cha mẹ tôi quyết định chuyển đến thành phố San Diego, bang California để đoàn tụ cùng gia đình chị gái. Chúng tôi thường đưa ông đi khám sức khỏe định kỳ. Năm 2010, ông về nước một tháng để ăn Tết cổ truyền cùng người thân. Đáng lẽ Tết năm nay, ông cũng về gặp lại đồng nghiệp thân hữu, song bác sĩ không cho đi vì sợ lên máy bay, không khí loãng, ảnh hưởng đến tim. Việc về nước với ông sau này là rất khó khăn về tình trạng sức khỏe không cho phép. Lâu lâu khi trò chuyện với tôi, ông nói nhớ quê hương ra diết. Sang Mỹ, cha tôi rất ít khi gặp gỡ đồng nghiệp vì mỗi người sống mỗi nơi, không có hoàn cảnh ở nơi ông sống, cộng đồng người Việt rất ít. Người ở gần cha tôi nhất là nghệ sĩ Bảo Quốc, song cũng mấy năm họ mới hồi ngộ. Một lần vì từ nhà ông sang nhà, cha tôi mất khoảng vài giờ chạy xe. Tháng 4 vừa rồi, cha tôi sang quận Cam diễn live show nghệ sĩ Hồng Nga sau 10 năm không ở lại sân khấu. Gặp các đồng nghiệp cũ, ông vui, bồi hồi, ông vẫn thuộc tuồng, sống hát, rồi sang sảng, khi vai ông Hương Cả trong trích đoạn Tô Ảnh Nguyệt. Tuy nhiên do sức khỏe xuống dốc, cha tôi chỉ diễn được khoảng 10 đến 15 phút, hát nhiều hơn, ông rất dễ bị cao huyết áp. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua, đối với ông rất bình yên. Khi ông tâm sự với tôi qua cuộc điện thoại video, tôi thấy được vẻ mãn nguyện của ông, niềm vui mỗi ngày của ông là được chơi với hai cháu ngoại và có mẹ tôi kề bên chăm sóc. Vợ chồng chị gái dẫu bận rộn kinh doanh, trong cuối tuần vẫn chờ ông đi dạo mát, hưởng gió biển. Cha tôi đi đâu, làm gì, cũng chỉ quanh quẩn ở với gia đình. Mỗi tuần, ông lại gọi về để hỏi thăm cuộc sống quê nhà. Ông nhờ mẹ tôi liên lạc giúp vì tài yếu lại không sành lắm về công nghệ. Tuy ông không nói ra, nhưng tôi luôn cảm nhận được ông giữ trong lòng nỗi hoài mong và dõi theo hoạt động sân khấu quê nhà vì nó là chức nuôi cha tôi trưởng thành. Có điều, giờ ông và gia đình tôi, sức khỏe của ông là trên hết. Đầu năm 2000, khi cha nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Cánh chim mong mỏi, như một live show, buổi diễn cuối cùng để tri ân 50 năm làm nghề của ông. Hiện tại, dù vẫn còn mê hát, ông vẫn tha thiết với công việc làm một live show ở quê nhà, tuổi xế chiều. Bao nhiêu hoài bão cho nghề, ông đặt hết hy vọng vào tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.